Coal. Coal. Reserve. Reserve. Demand. Demand. Rapid. Rapid. Exhausted. Exhausted. Alternative. Alternative. Nuclear. Nuclear. Geothermal. Geothermal. Heat. Heat. Deep. Deep. Coal. Coal. Reserve. Reserve. Demand. Demand. Rapid. Rapid. Exhausted. Exhausted. Alternative. Alternative. Nuclear. Nuclear. Geothermal. Geothermal. Heat. Heat. Deep. Deep. Windmill. Windmill. Dam. Dam. Release. Release. Panel. Panel. Entire. Entire. Plentiful. Plentiful. Infinite. Infinite. Potential. Potential. Windmill. Windmill. Dam. Dam. Release. Release. Panel. Panel. Entire. Entire. Plentiful. Plentiful. Infinite. Infinite. Potential. Potential. At present, most of our energy comes from fossil fuels, oil, coal, and natural gas. However, such reserves are limited. Because power demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop and use alternative sources of energy. One alternative source is nuclear energy. Nuclear energy can provide enough electricity for the world's needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the Earth. Scientists use this heat to make energy. However, this energy is available only in a few places in the world. The sun, water, and the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills and moves sailboats. It is a clean source of energy, and there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place to a lower place, it makes energy. This energy is used to create electricity. Water power gives energy without pollution. However, people have to build dams to use this energy. And as dams cost a lot of money, so water energy is expensive.
The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful and infinite, but also clean and safe. Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy is great. However, how to make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world. Hiện tại, hầu hết nguồn năng lượng của chúng ta đến từ nhiên liệu hóa thạch, dầu, than và khí tự nhiên. Tuy nhiên, những nguồn dự trữ như vậy là có hạn. Bởi vì nhu cầu về năng lượng đang tăng lên rất là nhanh, nhiên liệu hóa thạch sẽ bị cạn kiệt trong vòng thời gian tương đối ngắn. Do đó, mọi người phải phát triển và sử dụng những nguồn năng lượng thay thế. Một nguồn năng lượng thay thế đó là năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp đủ điện cho nhu cầu của thế giới trong khoảng hàng trăm năm, nhưng nó có thể rất là nguy hiểm. Một nguồn năng lượng thay thế khác đó là địa nhiệt, đến từ sâu trong lòng đất. Các nhà khoa học sử dụng nhiệt này để tạo ra năng lượng. Tuy nhiên, năng lượng này chỉ có sẵn ở một vài nơi trên thế giới. Mặt trời, nước và gió là những nguồn năng lượng thay thế khác. Gió quay cối xay gió và di chuyển thuyền buồm. Nó là một nguồn năng lượng sạch và có rất nhiều. Thật không may, nếu như gió không thổi thì không có năng lượng gió. Khi nước di chuyển từ vị trí cao xuống vị trí thấp, nó tạo ra năng lượng. Năng lượng này được dùng để tạo ra điện. Năng lượng nước cung cấp nguồn năng lượng, không bị ô nhiễm. Tuy nhiên, mọi người phải xây dựng đập để sử dụng nguồn năng lượng này. Và vì đập làm tốn rất là nhiều tiền, cho nên nguồn năng lượng nước rất là đắt. Mặt trời giải phóng một lượng lớn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng này có thể được thay đổi trở thành điện. Nhiều nước sử dụng năng lượng mặt trời cho cuộc sống hàng ngày của họ. Các tấm pin năng lượng trên mái nhà có thể tạo ra đủ điện để làm ấm hoặc là làm mát toàn bộ ngôi nhà. Năng lượng mặt trời không chỉ dồi dào, vô hạn mà còn sạch và an toàn. Mặc dù có những hạn chế nhưng tiềm năng của những nguồn năng lượng thay thế là rất lớn. Tuy nhiên, làm thế nào để tận dụng triệt để những nguồn năng lượng này vẫn là một câu hỏi cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.